Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhỏ tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu cũng mới phát quà 48 phần của gia đình Liên Hồng ở Hoa Kỳ, hỗ trợ 200 đô Mỹ, thì một phần thì 100.000 thì Dương Hậu cũng phát xong. Thì có quà này chúng tôi đưa tới vùng sâu vùng xa, bà con nghèo kém may mắn và học sinh nghèo, đặc biệt là tới khu nhà trọ những bà con anh chị cô bác không về quê được ở lại ngã bảy, Dương Hậu cũng trao đến đó. Thì các tình nguyện viên đó đi đó, là xe nhà đổ xăng nhà tiền đặt lên nhà luôn, chúng tôi cảm thấy giúp được bà con nghèo là cũng vui rồi, không cần gì hết. Thì bên đây á, thì làm từ thiện phải rõ ràng. Kiều ơi, một phần 100 gì đó, ngàn bao nhiêu thứ trong như Kiều? Mì, dầu ăn, nước tương, nước mắm, bột ngọt, 5 món. Rồi là 48 phần, 1% là 4.8 triệu. Cho tôi gửi cho em là 4.8 triệu đây. Rồi, cảm ơn chị Liên và cảm ơn nhà chị Hảo Tâm của Hy Hồng. Tiếp nói là nói của Kiều thì Dương Hậu cũng xin đính chính số tiền này của em gái Liên Hồng ở Hoa Kỳ. Dương Hậu và từ thiện ở bảy nên chúng tôi chỉ làm cầu nối giúp cho bà con kém may mắn trong mùa dịch này. Thì Dương Hậu hy vọng rằng qua video này được nhiều nhà hảo tâm tiếp tục giúp cho chương trình phát quà ngẫu nhiên. Đây là việc làm công đức. Những bà con kém may mắn khi nhận được phần quà lúc nào cũng vui và xúc động, và cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm. Liên Hồng thì Dương Hậu cũng xin quý vị hãy sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện 7 xem hoạt động của hội. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098169. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.